Quẻ 27 Sơn Lôi Di. Quẻ Sơn Lôi Di có tượng là rồng vào vực nghỉ ngơi. Mình là Duyên, mình sẽ giải mã cho bạn những quẻ dịch trong bộ bài kinh dịch này. Và hôm nay là quẻ dịch tiếp theo, đó là quẻ dịch số 27, quẻ Sơn Lôi Di. Sau quẻ dịch 26 là quẻ Sơn Thiên Đại Xúc thì đến quẻ Sơn Lôi Di. Sơn Lôi Di có ngoài quái là Cấn, chính là núi, nội quái là Chấn, chính là sấm. Quẻ Sơn Lôi Di có nghĩa là dung dã, dung dưỡng, chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi vạn vật, thánh nhân nuôi người. Sơn Lôi Di nhốt vào trong, chung quanh, bao bọc, dưỡng nuôi, chăm lo, tu bổ, bồi đắp, nghỉ ngơi, nằm yên tại chỗ. Những hành động hấp tấp sẽ dẫn đến thất bại. Phải giữ vững con đường chính đáng của mình, vun bồi nhân cách và khả năng để đạt thành công. Những lời nói, hành vi bất cần có thể mang đến điều không may. Bệnh tật có thể đến từ sự thiếu chăm sóc sức khỏe đúng đắn. Những đầu tư hợp tác thì thuận lợi và khả quan hơn những đầu tư một mình. Quẻ Sơn Lôi Di, Duyên muốn các bạn nhớ một điều, đó là dung dưỡng. Cái sự vi diệu của quẻ này là ứng dụng nó vào cái việc chăm sóc sức khỏe. Còn với bản thân Duyên, trong quá trình quan sát nghiệm chứng quẻ dịch, mình dùng quẻ vào công việc hàng ngày hoặc là mình dùng quẻ vào sinh hoạt hàng ngày. Và nhiều nhất là mình hay chăm sóc da vào giờ này. Giờ của quẻ Sơn Lôi Di thì mình thường là dưỡng da. Có một cái kỷ niệm về cái việc dưỡng da vào giờ gì là cái lần đấy bọn mình đi chơi, đi du lịch mấy ngày ở miền núi về. Mình đi thì mình không dùng kem chống nắng, mình cũng không sử dụng nhiều các cái đồ chống nắng, cũng không đeo khẩu trang vì khi mình đi chơi ở rừng núi mình muốn để cho nó thoải mái, nên là mình gần như không mặc áo chống nắng, không đeo khẩu trang. Sau mấy ngày giăng nắng ở miền núi về là da mình nó đen hẳn luôn. Thế là tròn khung giờ gì thì mình đắp mặt nạ, da mình nó sáng trắng trở lại giống như ban đầu. Bạn cần Duyên giải mã cho bạn quẻ gì, nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ giải mã cho bạn. Cảm ơn bạn.